Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm video, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tách chậu và hướng dẫn cho mọi người trồng lan cát lê da theo cái cách của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ trong cái video này để cho những cái người mà yêu thích lan cát lê da mà mình mới tiếp cận với lại cái loại lan này á, mọi người sẽ dễ hiểu và dễ trồng hơn nha. Thì trước màn hình đây là một cái chậu cát lê da giống rất là đẹp. Đây là cái cây 40 đồng Mai Sơn. Thì mình mới vừa chia lại được một cái chậu đang đi hai hướng rất là đẹp. Do là một người anh mình trước đây mình chia thì anh có tách hết một hướng bên đây. Thì phần này là phần còn lại. Bên đây anh có tách một hướng nữa nè. Đó, cái dấu chỗ này là dấu tách một hướng nữa nè. Thì anh đã khai thác được hai hướng. Thì anh chia lại cho mình cái phần này. Thì bây giờ mình về mình thấy nó đang trong một cái trường hợp là mình tiếp tục khai thác hai hướng nữa. Và cái phần sau còn lại mình thấy nó còn mắc nha. Đây nè, ở bên trong á, cái thân già bên trong này nè, nó đang còn mắc. Thì mình sẽ tách ra được hai hướng từ cái chậu này và chừa lại được hai mắt của thân già này. Bên đây cũng còn một mắt nữa. Thì mình sau khi mình tách xong mình sẽ quay lại cho mọi người xem là sẽ còn được hai mắt và cây sẽ tiếp tục nảy mầm, mình sẽ khai thác tiếp được cái giống của nó. Còn nếu mà mọi người về mà để như vậy á thì nó vẫn sống, vẫn phát triển tốt, nhưng mà nó sẽ đi được hai hướng này thôi. Đây, hai cái hướng tơ mà nó còn cái vỏ lụa là hai hướng đầu nè ha, nó sẽ đi được hai hướng này thôi. Và những mắt sau còn rất khỏe nhưng mà coi như là nó không phát triển, tại vì nó tập trung đi vào hai cái đầu. Cho nên là mình sẽ khai thác hai hướng này đi để cho những mắt sau nó nhảy. Vì đây là một cái giống đẹp, mình chỉ có thể nhân giống bằng cách là tách chiết. Đó, cho nên là mình phải làm như vậy để mình duy trì được cái giống và nhân được cái giống nó ra được nhiều chậu hơn nha. Cái việc mà mình nhân ra được nhiều chậu á, nó rất là tốt. Tại vì trong cái lúc mình trồng sẽ có những cái chậu có thể không may nó bị hư, bị bệnh, bị thối hoặc nó bị chết, thì mình còn chậu này, còn chậu kia. Chứ còn nếu mà mình để một chậu như vậy nó chỉ đi được đúng hai hướng thì cây nó sẽ khỏe đẹp, nhưng mà có điều là khi nó gặp một cái sự cố gì đó là nó đi nguyên một chậu thì mình không có cứu kịp, không có trở tay kịp nha. Cho nên là mình khuyên mọi người, nếu mà những cái cây lan quý là mọi người nên tách ra làm nhiều chậu. Để thứ nhất là để trồng, thứ hai là để giữ giống cho nó an toàn. Và khi mà nhiều chậu thì mình cũng có khả năng là sẽ có nhiều hoa. Tại vì cái chậu này không có thì chậu kia nó có. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tách cây xong mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người nha. Thì cái cây này trong cái trường hợp này thì mình sẽ cắt bằng dao lam nha. Thì mình sẽ cắt ở đây, mình sẽ cắt ở chỗ này. Đó, mình sẽ lấy ra được hai thân này. Mình sẽ cắt trước. Thì cắt bằng dao lam mà khi mà cây nó còn nằm ở trong á thì nó hơi khó. Mọi người không có quen thì mọi người xài kéo nha. Tại vì mình cắt dao lam mình thấy nó hơi khó, nhưng mà khi cắt được bằng dao lam thì nó sẽ rất là ngọt, do mình không có muốn nó bị dập. Rồi thì sau khi mình cắt xong là nó đứt rồi, thì mình sẽ tháo dây. Đó, khi mà mình cắt chưa đứt thì mình hãy khoan tháo dây. Nhiều khi mình quặt cây qua lại nó sẽ bị động, nó gãy cây. Mình để cho cây nó cố định rồi mình tháo dây nha. Khi mình tháo dây mình gỡ ra thì khi mình dở lên nó sẽ còn cứng nha, do là những cái rễ
những cái rễ bám ở dưới đây nó sẽ còn cứng. Thì mọi người lúc này mọi người sẽ dùng kéo để cắt đứt mấy cái rễ đi để rút nó lên. Bây giờ mình sẽ lấy kéo mình tỉa đứt những cái rễ nó còn bám ở dưới để mình rút cái cây lên cho nó dễ. Mình cắt xong rồi mình rút nhẹ nhẹ thử, rồi mình thấy chưa được mình lại cắt tiếp. Chứ mọi người đừng có nôn nóng mà mình rút mạnh một cái luôn là nó sẽ bị đứt rễ. Cái việc đứt rễ mà nó đứt ngang rễ thì không sao, nhưng mà nó đứt rễ mà nó bứt từ trong gốc á thì nó ảnh hưởng tới cái gốc nha. Đó, cho nên là mình không có muốn nó ảnh hưởng tới cái gốc. Nó đứt ngang cái rễ thì không sao, mà nó đứt cái rễ mà nó đứt sát gốc á, nó bị bứt luôn cái thịt của cái gốc á, là nó dễ bị ảnh hưởng tới cái cây, nó dễ bị hư. Đó, mình cứ từ từ mình cắt một cái, thấy không, những cái rễ khác nó còn ăn ở bên này nè, đây nè, ở chỗ này, ở dưới phía bên này mấy cái rễ nó còn đâm xuống, nó còn ăn, cho nên là khi mình dỡ lên nhẹ nhàng, tại vì cái chậu này là mình không phải hai chậu, mình còn chừa lại cái phần thân già ở trong chậu để mình nuôi tiếp, mình chăm tiếp, chứ mình không có hai cái chậu này, cho nên là mình không có động quá nhiều vào cái chậu này. Còn trường hợp mà mình nhổ cả bụi lên để mình thay luôn cả chậu thì nó dễ hơn nhiều. Còn đây là mình chỉ lấy hướng ra thôi, và mình sẽ giữ lại chậu. Cho nên là mình chỉ cắt những cái rễ nào mà nó không nhổ lên được. Đó, bây giờ mình nhổ lên xong rồi thì mình để qua bên, mình xử lý lụm lại những cái rễ mà của cái hướng mà mình đã cắt á. Nếu mà mình rút nó lên được thì mình rút để cho nó sạch nè. Cái này là cái rễ của nó nè, rồi mình bỏ đi, mình không chừa lại trong chậu, tại vì chừa lại trong chậu nó bị thúi như vậy nè, là nó sẽ ảnh hưởng tới mấy cái rễ khác. Rồi mình sắp lại, mình lắp lại cái phần mà mình đã động vào. Đó, bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình qua bên đây để mình lấy cái hướng bên này. Thì bây giờ mình đã cắt đứt cái phần gốc ra khỏi cái gốc chính, gốc già, thì nó đã đứt lìa gốc dưới gốc rồi. Thì bây giờ còn lại là rễ, mình cũng tiếp tục cắt những cái rễ mà nó bám cứng, giống như cái hướng hồi nãy mình đã cắt, là mình có thể lấy được cái hướng này ra thôi, rất là đơn giản. Ba lá cuối sau thì nó còn mắc ở đây, đây mình đang chỉ nè, mình chỉ nha, nó còn mắc ở đây nè. Đó, mắt này sẽ lên nè, một mắt duy nhất. Phía bên này là cái chỗ mà mình đã cắt đi rồi thì nó không còn. Rồi ở bên đây nè, thằng này thì lại còn hai mắt nè, mọi người nhìn thấy không, đây nè, một mắt dưới nè, một mắt trên nữa nè. Mắt trên này nó u lên luôn rồi, nó u lâu rồi nhưng mà nó không phát nha. Đó, nó mắt bên này là nó u lúc cùng với lại cái hướng này, mà khi nó phát triển hướng bên này rồi cái mắt này nó lại dừng, nó không lên. Thì bây giờ mình cắt nó chắc chắn nó sẽ lên. Thì bây giờ hy vọng là hai mắt này và còn lại một mắt của bên này đó là nó sẽ lên. Còn ở cái thằng giữa này nó còn một cái mắt gạo ở đây nè. Đó, mọi người thấy không, đây còn một cái mắt gạo ở đây, nhưng mà mắt gạo này là cho vui thôi. Cũng trồng được, nó cũng sống đó, nhưng mà tỷ lệ nó rất là khó khăn, trồng cái đó cực lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái giá thể, mình cho thêm cái giá thể lại vô đây là xong. Rồi bây giờ mình đã cho giá thể vào, hoàn chỉnh lại cái những cái thân già này. Thì mọi người nhớ quan sát kỹ nha, đây là mình lắp rễ không lắp gốc nha, thấy không? Mình để gốc nó nổi lên trên mặt giá thể nè,
đó, trên mặt chậu, mặt giá hở là cây mình chỉ lắp rễ không lắp gốc đó. Mọi người trồng lan cát lê da mà muốn cho cái cây đẹp là mình phải nhớ vậy. Khi mà nó lên cái mầm á, nó sẽ không bị đội cái giá hở lên, mà nó sẽ lên từ ở trên gốc nó nảy ra, thì sau đó nó ra rễ và nó sẽ đâm rễ theo xuống, làm cho cái bề mặt cái chậu lan của mình nó sẽ đẹp và nó không bị hư mầm. Mọi người cứ nhớ là mình lắp gốc không lắp rễ, mình lắp rễ mình không lắp gốc. Cái từ nó nói nó hơi hơi bị nói nhanh, nó hơi khó. Mình lắp rễ và không lắp cái gốc đó, như vậy nha. Rồi mọi người tưới và đem treo lại nơi ánh sáng nhẹ thôi, để cho cây nó nảy mầm. Cây như vậy mình không nên để ở nơi ánh sáng mạnh, tại vì ánh sáng mạnh là dành cho những cây đang phát triển mạnh thôi. Còn những cây mình mới làm lại thì mình phải để nơi một cái nơi mà ánh sáng nhẹ, mát mẻ, và mình tưới liên tục. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý tới cái phần hai cái hướng mà mình đã tách ra, thì trồng nó đơn giản thôi. Và mình cũng khuyến khích mọi người là nên trồng cái cách này nha, tại vì mình đã trồng nhiều, mình đi nhiều chỗ, mình đã xem xét tất cả các loại giá hở đơn giản và dễ trồng, dễ tìm nhất, phù hợp cho tất cả những ai mới tập chơi cát lê da cũng đều có thể trồng tốt được cây lan cát lê da bằng cái giá hở này. Thì mình sẽ hướng dẫn vậy cho mọi người, để mọi người trồng cho nó dễ. Thì không có gì hết, ở dưới này là hoàn toàn là 100% là hang. Thì hang là hang củi nha. Mọi người đi mua cái hang củi, mọi người nói là bán cái hang củi vụn mà để nướng bàn. Thì thường là người ta xài cái loại nướng bàn mà ở mấy cái quán ăn á, người ta sẽ dùng cái loại hang củi mà cái khanh nó nhỏ vậy nè. Đó, cái này nè, nó nhỏ về sẵn, mình về mình khỏi phải chặt, khỏi phải đập nha. Đó, nó có dụng nhỏ hơn và dụng lớn hơn. Ở trong bao nó sẽ có nhiều loại, thì mình về mình bỏ ở dưới. Mọi người nhìn cái chậu mình trồng nè, đơn giản không có gì hết. Từ dưới lên trên 100% là hang. Rồi mọi người đặt cái cây vô cố định lại. Đó, đặt cái cây vô cố định lại xong. Thì theo cái cách của các cái tiền bối ngày xưa, người ta trồng lan cát lê da là người ta chỉ trồng như vậy, cho một ít hang ở dưới để nó đỡ cái gốc và cố định cái cây và tưới nước, là người ta sẽ để luôn như vậy nha. Người ta không cho giá hở nữa, người ta không làm gì nữa, không bỏ thêm một cái gì vô nữa, chỉ như vậy thôi nè. Ngày xưa nha, với cách trồng ngày xưa mình học hỏi lâu rồi, cho nên là qua mọi thời kỳ, mỗi cách trồng nó sẽ có sự thay đổi. Thì tại sao nó thay đổi tí xíu nữa mình sẽ nói, nó cũng đơn giản thôi. Thì bây giờ nó sẽ đã thay đổi khác, không trồng theo cái cách này nữa. Nhưng mà mình cũng sẽ nói lại cho mọi người biết. Thì ngày xưa là như vậy là xong rồi đó, treo lên và tưới thôi. Nhưng mà treo là phải treo chỗ mát nè, chỗ có ánh sáng chứ không phải là ánh nắng nữa, chỉ có ánh sáng thôi, có thể là hai lớp lưới đó. Rồi người ta tưới, nhưng mà như vậy là tưới rất là cực công nha. Một ngày phải tưới tới 3 lần, sáng, trưa, chiều. Tưới liên tục. Để chi? Để cho cây nó có độ ẩm, độ mát từ cái hang. Cây nó cái rễ này nè, nó tiếp tục nó bò ra, nó đâm xuống ở đây, nó bò xuống. Thì khi mà rễ nó bò xuống nhiều chặt rồi á, người ta mới lắp thêm hang ở trên, hoặc là lắp thêm cái giá hở gì đó ở trên thì tùy. Nhưng mà thường là người ta sẽ cho thêm hang vụn ở trên, ngày xưa là trồng như vậy. Nhưng bây giờ nó khác là tại vì sao? Tại vì ngày xưa những cái cây lan mình trồng như vậy nó vẫn phát triển tốt, nó vẫn lên tốt, nó rễ ra rất là nhiều, rất là khỏe. Lý do là ngày xưa là những cái giống lan ngày xưa là nó là gần sát với lại những cái cây nguyên thủy, nó chưa có được qua cái quá trình lai tạo nhiều, cho nên cái đề kháng cây nó rất là mạnh, cây nó rất là khỏe. Về cái mặt dòng máu nguyên thủy thì cái cây lan cát lê da ngày xưa nó
nó còn gần với nguyên thủy, cho nên là nó mạnh lắm, nó hầu như là giống như lan rừng. Thì mọi người chỉ cần tưới nước và trồng đơn giản như vậy là cây nó có thể ra rễ và nó bám chậu rất là mạnh. Còn bây giờ nha, bây giờ nó đã trải qua biết bao nhiêu cái quá trình lai tạo, cái cây nó được thay đổi môi trường sống, nó được thay đổi môi trường sinh ra, cho nên là cái cây nó được chao chuốt, nó được quá nhiều cái sự công nghệ, công nghiệp vô đó, cho nên thành ra cái cây nó cũng bị yếu dần, nó không còn cái sức sống mãnh liệt của cái máu nguyên thủy. Nó hầu như là cây công nghiệp, cho nên là cái đề kháng cây nó yếu. Khi mình trồng bây giờ là mình phải cho giá thể luôn, để khi rễ nó đâm xuống nó có độ ẩm cao để nó phát triển. Chứ còn với những cái giống cây mà ngày xưa mọi người trồng á, những cái giống mà cát cổ hoặc là những cái giống cát xưa cũ á, mọi người trồng như vậy nè, là rễ nó tự đâm xuống rất là mạnh. Mặc dù là mình hơi cực công mình tưới nước, nhưng mà nếu mà trồng theo cách này á, mọi người tưới nước lên láng luôn, nếu mà mưa 3-4 ngày luôn cái cây mọi người vẫn không bao giờ húi. Tại vì nó đâu có giữ nước lại đâu, nó không hón như vậy nè, cứ xối vô là mất, xối vô là mất. Thì nó chỉ có cái độ mát mát thôi, giống như là một cái cây lan mà mình trồng nó gần một cái vách hát vậy á, nó có cái hơi nước nó mát thôi, chứ không cần tưới là cái cây nó đã ra rễ, nó phát triển khỏe rồi. Cho nên là ngày xưa người ta cứ trồng như vậy thôi, còn bây giờ thì không, bây giờ mình sẽ cho giá thể luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm giá thể vô đây, mình cho từ từ để mọi người dễ nhìn. Đó. Mọi người cẩn thận để nó dập cái đầu rễ nha. Mình cũng bỏ nó trúng không sao, nhưng mà mọi người cố gắng nhẹ tay, đừng có làm nó trúng mạnh quá thôi. Đó, như vậy nè. Đó, như vậy là nó đã đầy cái giá thể, tương đối nó đầy rồi. Thì tiếp tục mình sẽ cho một cái loại giá thể khác lên trên bề mặt để giữ lại cái độ ẩm nha. Thì đây là một cái loại giá thể giữ ẩm trên bề mặt tốt nhất mà mình đã đi và mình coi tới coi lui người này người kia đủ loại giá thể, thì mình thấy không có cái anh nào mà vừa sạch mà vừa khỏe như anh này, dễ xài. Cái vấn cộng nha, vấn cộng mà vấn đá nha, chứ không phải vấn nâu nha. Cái vấn nâu thì nó cũng giống như vậy, nhưng cái màu nó là màu nâu, nó lợt hơn, và cái cọng nó có thể bằng hoặc nhỏ hơn nhưng nó mềm hơn nha. Chắc chắn là cái cọng vấn nâu nó sẽ mềm hơn vấn đá. Đã gọi là vấn đá thì nó sẽ cứng hơn, cái cọng nó rất là giòn cứng và nó cũng lâu mục lắm, độ bền nó lâu lắm. Thấy nó vậy thôi chứ nó lâu mục, nó là cái rễ của cây dương sĩ thôi đó. Chứ mọi người đừng có nghe là nói là vớn, mọi người nghĩ nó là cái vớn trắng để trồng hồ điệp, thì cái đó không nên xài, tại vì nó sẽ rất là ướt, và đắp cái đó lên trên nó sẽ giữ nước ở trên nhưng nó bị mất nước ở dưới, nó làm cho cái chậu mình nó bị mất cân đối về độ ẩm. Trên ướt dưới khô thì nó sẽ có một cái khoảng giữa là độ hầm nó sẽ tạo nấm, cho nên là cái này á, là nó mát toàn chậu từ trên mặt xuống tới đáy chậu luôn đó. Mình chỉ việc là mình rải lên rồi mình sắp lại trên mặt và mình chỉnh lại ở cái phần gốc á, cho nó không có bị lấp gốc lấp mầm. Mình chỉ lấp rễ thôi. Đó, cái phần gốc là mình không lấp. Những cái vụn vụn nó bị đổ thì mình gom lại, mình tiếp tục bỏ vô. Đó. Mọi người nên trồng cái cách này nha.
Dạo này thì cái giếng đá này nó cũng hơi hiếm, nhưng mà mua thì cũng có, mọi người cứ tìm mua để mà trồng. Chứ tìm những cái nơi bán vật tư trồng lan thì cái này chắc chắn là không bao giờ thiếu. Thì mọi người mua để mà trồng. Còn than thì nó rất là dễ mua rồi. Than thì bất cứ nơi đâu cũng mua được nha. Đó, như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Đây. Giống như cái chậu kia mình làm, không lấp cái gốc để cho cái phần mầm nó nhú lên. Đây, mình sẽ cố gắng zoom rằng gần hơn để cho mọi người xem nha. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đây, mình chừa lại cái phần gốc, phần rễ nó lộ ra ngoài. Mình chỉ lắp cái phần sát ở dưới thôi. Đó. Rồi, mọi người cứ trồng theo cách này nha. Sau khi mà mình trồng xong như vậy thì mọi người sẽ tưới nè. Và mình treo lên thôi. Nhớ treo chỗ ánh sáng nhẹ thôi, để cho cây nó ra rễ hoàn chỉnh và nó nảy mầm lên. Thì cây này nó đang trong cái giai đoạn ra rễ và nảy mầm, thì mình tách ra mình trồng thì nó sẽ nhanh hơn là những cây chưa ra rễ mà chưa nảy mầm. Đó. Rồi, thì đây là hai cái chậu mà mình vừa trồng xong nè. Đây, một chậu. Bên đây chậu thứ hai. Đó, mình treo vào một cái nơi mát mẻ để quay cho mọi người xem nè. Hai cái chậu mình vừa trồng xong. Đó, như vậy là mình cứ tưới nước cho nó mỗi ngày thôi. Đây là cái khu vực mà mình treo những cái cây mình vừa trồng. Nó có ánh sáng nhẹ thôi. Đó, khu vực này nó mát. Thì để cho nó phát triển nó ra rễ mạnh, xong mình sẽ dời nó qua cái nơi mà ánh sáng đủ hơn. Đó, thì hai cây mình đã trồng xong. Thì mọi người cứ theo cái cách này mọi người trồng nha, cho nó dễ và cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Thì mọi người cứ trồng thử, mọi người sẽ cảm nhận được cái vấn đề của cái cây nó phát triển sẽ dễ dàng hơn, tốt hơn. Đó. Rồi, lúc nào cây này nó ra rễ khỏe lại mình sẽ quay trở lại cho mọi người xem nha. Thì để tách cây và trồng cái cây cho nó đơn giản với một cái giá hễ dễ trồng nhất, ai cũng có thể trồng hết. Thì cái kiểu trồng này nè, mọi người thấy than nè, trên là cho giếng để giữ ẩm nè. Thì cái này mình tưới xong 2 tiếng sau là nó sẽ khô, nhưng bên trong chậu nó sẽ còn lại cái độ ẩm đủ và mát cho cái cây nó kích thích ra rễ. Cho nên là mình cũng không cần phân thuốc kích thích gì nhiều đâu. Cây lan nó khỏe thì mình trồng như vậy là nó tự động nó ra rễ, nó lên mầm thôi. Và rễ nó sẽ đâm xuống từ từ. Đó, mình cứ tưới một ngày 2 lần, sáng chiều nha. Còn mùa mưa thì mình tưới một lần thôi. Và mọi người cũng không có sợ là bị mưa ướt nhiều cây húi gì hết. Bảo đảm là cây nó sẽ không húi. Với điều kiện là cái cây nó hoàn toàn là khỏe mạnh, không có bị dính mầm bệnh, thì chắc chắn cây nó sẽ không bao giờ húi nha. Và cây nó sẽ phát triển rất là tốt cho mình thấy luôn. Rễ nó sẽ ra rất là khỏe, to, trắng, sạch sẽ. Đó, mọi người trồng cái chậu như vậy mọi người cũng sẽ thấy nó rất là sạch sẽ nè. Đó. Rồi, mong là mọi người xem xong video mọi người sẽ làm theo và mọi người sẽ cảm nhận được cái sự hiệu quả của nó nha. Mình luôn mong cho mọi người xem video để mọi người trồng cho nó hiệu quả. Thì khi mà ai trồng có hiệu quả rồi thì mọi người nhớ comment bình luận ở dưới phần bình luận của video này nha. Rất là nhiều người đã làm theo cái cách trồng của mình, cây rất là khỏe đẹp, có hoa. Đó, trồng kiểu này nó cũng nhanh có hoa lắm, tại vì cây nó lên nó hồi phục sức nhanh là nó sẽ nhanh có hoa thôi. Rồi, thì bây giờ mình xin kết thúc video clip nha. Mình chúc cho mọi người sẽ thành công. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.